Tại huyện Phù Cử có gần 70 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, trong đó có một số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Hệ thống cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nhẹ như trụ sở huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, trường mầm non Quang Hưng, chi cục thuế. Đặc biệt có gần 3.000 hecta lúa bị đổ, trong đó nhiều xã bị thiệt hại nặng nề như Quang Hưng, Nhật Quang, Tống Phan. Gần 600 cây xanh bị đổ, ảnh hưởng lớn tới việc đi lại của nhân dân. Đối Quang Hưng qua kiểm tra rà soát thống kê thì toàn bộ diện tích 282 hecta lúa thì có đến 95% là lúa bị đổ, còn 30 hecta diện tích lúa hoa màu của nhân dân, rau màu là bị hỏng, cái trường mầm non là bị tốc mái và hai nhà dân là bị tốc mái. Ngay đêm qua chúng tôi cũng đi tuần tra cũng như kiểm tra các cái khu vực, những cái nơi mà bão bị ảnh hưởng nặng nề để kiểm tra và có cái chỉ đạo kịp thời. Cơn bão số 3 có tên quốc tế là Iagi đã ảnh hưởng và thiệt hại rất nặng nề đối với trên địa bàn huyện Phù Cử. Hơn 3.000 ha lúa là bị đổ rạp, đã hạn chế về năng suất, cây có múi, quả rụng rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi đang tập trung cho bơm gạn tháo nước cho cái vùng cây ăn quả, đặc biệt là vải lai chín sớm và vải trứng Hưng Yên. Huyện Phù Cử đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc khắc phục kịp thời, nhanh chóng. Trong đó, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện vận hành tất cả các trạm bơm tiêu, đặc biệt tại các vùng trũng thấp, điện lực Phú Tiên nhanh chóng khắc phục sự cố điện cho nhân dân sớm trở lại kinh doanh sản xuất. Các địa phương rà soát các hộ dân bị tốc mái để hỗ trợ, đồng thời nhanh chóng khắc phục sự cố các trường học để đảm bảo việc dạy và học diễn ra bình thường và an toàn.